thấy con nào, nó chưa ra. Ủa. Bây giờ vẫn chưa gặp con nào này. Đi được một lúc rồi chưa được, chưa thấy con nào. Nó đi tiếp. Thành quá. Anh em vừa thấy một con đây à, không biết bắt được không. Chuyện lại chuồn rồi. Lông hơn. Nó lại chạy mất rồi. Cô đá này nó trong hang này. Khó tìm lắm. Lại thấy một con đây, chả biết điêu lại trượt rồi. Đang mò tìm biết là đây. Hả nó là cái gì? À, lại móm à? Không giống con ạ. Đây thì kiểu một con. Quả đó. Ôi nhảy lên cái đấy này. Chạy mất rồi. Rồi gặp con này nó lại. Đúng rồi, móc luôn không à? Lại gặp một con chạy mất tiêu rồi. Đây đây có một con này. Chú địch chi nhớ chú nhanh lên, nhanh chú đi bắt. Ui nhanh lên đấy đi nè. Đi. Móm mẹ bây giờ. Đây rồi, bắt đây rồi. Cùng được một con, nó nan đây, nó nan đây kìa. Kẹp chết người quá. Cái này hơi nhỏ. Thôi, cho vào túi. Mình học quá. Một con nữa. Cái cá mà chứa kia, kia thì con nó mới hết. Con đấy. Nó được tóm gọn. Đấy, của đá đấy. Đấy, thấy chưa? Rồi, bắt được rồi, bắt được rồi, được rồi. Cua đá nó chỉ thế này thôi, nó to hơn một tí thôi. Ok, một con này này. Bắt gặp một con rồi. Đây. Rồi kìa.
không còn nữa. Xong giờ đi tiếp. Xuống đoạn này nó hơi nhiều. Ôi thì bắt của đá này khó lắm. Chả thấy đâu. Cái kia vừa có một con này nó chạy à. Con cuốc cụ. Cái này kìa, con này mất một ngón chân này. Cuốc cụ. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Ừ, cái biến đâu? Cái biến đấy. Đây à? Đây, tắm quá. Đó. Cái này cũng gọi là thấy to đỉnh rồi đấy. Đây là việc thấy một con. Đó. Đó, đây là bắt cho. Con này mịn. Cái gì chạy đâu rồi? Nó chạy rồi. Mỏ. Hắn vó mà. Ôi. Nó chạy rồi. Mà đèn quá, không ăn được. Đi tiếp. Biết có này, chạy cái con này đây không còn, nhưng mà nó nhỏ quá không bó. Ui, chỗ này bắt được gặp hai con.
không biết rồi. Có bắt được con nào không? Đây, một cái mau chứ. Cái chậm nhẹ này. Móc con kia nữa. Đây, này to. Bắt gặp quật thần. Rất to luôn. Khủng luôn. Khủng luôn. Rất là khủng. Ồ, ôi đây là. Con này nó này. Này chắc phải bắt phải quật thần rồi. Con này chắc là tỷ năm rồi. Hôm nay mình bò phía nó quả là phía ha. Quá to. Ôi đi một vòng cũng hết rồi. Giờ anh em ta đi về thôi. Về làm thịt cua. Anh em chuẩn bị đi về thôi.